Mình theo cầu cao rất còn dâu ngoan về nhà.
có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đúng con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy những tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đúng con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy những tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Bông tăng bông tăng rồi lại vàng bông ơ đường ơ. Thương anh em chờ em đợi ơ đường ơ. Chờ anh rước em về nhà cho thỏa lòng nhớ mong. Chờ anh rước em về nhà đôi mình say ước mơ. À, hôm nay tôi cũng đại diện họ nhà trai đến đây để xin nhập gia và làm cái lễ rước dâu. Dạ. Bây giờ gia đình mình là trai giờ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Rồi mình là cặp hai chung rượu mình cộng ly nhau. Cùng đi. Đi đi. Hai ông đi. Thôi mà mời hai đại diện. Rồi. Xong con mời hai bác bắt tay nhau, bắt tay. Rồi. Rồi bắt tay rồi. Đang cơ mùi tay nói cho nó theo anh đi đây. Cho duyên tình quê thêm đậm sâu trong cao thắm tươi. Dẫn dáng hoa rồi đang cười anh đây. Em đặt bông xuân trong trang bông tô cao cao. Hôm nay cũng ngày lành nắng tốt thì cũng phải có giờ tốt luôn. Thì gia đình họ nhà trai của chúng tôi cũng đúng theo cái lời mà hôm trước mình đã nói là ngày hành hôn với hai cháu. Thì họ nhà trai chúng tôi cũng đến đây có mang một số lễ vật để trình cúng gia tiên của quyền lắc tổ. Và cũng mong bên họ nhà gái chấp nhận giới thiệu đây là ông của chú rể ông Tư, còn tôi là ông Tám. Còn đây là bác của chú rể bác Hai. Đây là cha mẹ của chú rể. Dạ, thì tôi cũng đại diện họ nhà gái thì cũng giới thiệu về bên họ nhà gái. Thì đây là ông nội, còn đây là bà nội đằng kia, còn đây bà Hai nè đó, cô này nữa rồi. Kia là tám mà tám kia còn Tư phải không? Ông Tư gọi là ông đó. Dạ vậy thì bên họ nhà trai cũng mời đại diện bên họ nhà gái nhận lễ của bên nhà trai. Dạ thì tôi cũng đại diện họ nhà gái thì cái lễ tấn lộc này gồm 6 quả. Đúng rồi. 6 quả không hay quay. Thì bây giờ thì tôi xin dở quả đầu tiên là quả trầu cao. Dạ. Phu thê. Phu thê. Quả thứ tư là quả trái cây nho. Dạ. Thứ năm là uống trà. Để lâu là uống trà. Thứ năm là uống trà.
nay cũng tôi là mẹ của chú Ghế, thay mặt gia đình cũng như họ nhà trai thì có sắm một ít lễ vật cũng như là để trao tặng con dâu khi nó về bên nhà bên gia đình tôi, thì gia đình tôi sẽ thương yêu và coi như là con ruột của mình, coi như là món quà này để tặng con dâu cũng như con tôi, là một kỷ niệm hành trình của bắt đầu đời sống vợ chồng. Mẹ có món quà gửi tặng con, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, sớm sanh con cháu cho ba mẹ. Và cả nhà cho một tràng vỗ tay giúp con nha. Mẹ cho con một chút đính để làm vốn, để là mẹ không muốn quà, mẹ chúc con sử dụng con cho con ra cho con bốn sao chịu ăn cái tính thiệt thà. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi, giấc giá qua rồi mình đám cưới. Trời nay đã đổ mưa.
thính em bao lâu nay không biết anh có đổ chưa. Thập thò làm gì em đây cũng đang chờ, mong anh trai mới lớn em còn chưa chồng. Nhìn lén nhau mỗi ngày rồi mình chán nhau thôi. Anh ơi trời đất em lỡ lời, ý em là yêu rồi. Hôm nay lung linh em xinh tươi lại còn vừa tròn đôi mươi. Ơn trên cho ta bên nhau, hứa yêu là yêu nhiều. Họ là họ vô đây với em, ta dựng xây gia đình. Tìm được cô dâu xinh thiệt xinh, anh còn gì mà toan tính. Mình ngồi bên nhau ngắm mưa hồi anh say đắm. Tâm đi vì con trai yêu bằng mắt mà em xinh tươi như thế này yêu là chắc rồi. Cả cắn câu tính như vậy không cần mắc mồi. SOS cứu tôi trời ơi, đời này con dài trai thì con nhiều nhưng anh đây quá ok để yêu. Em yên tâm mà cho thân người phận, có hay đâu một ngày nào đó chúng ta lại nên cho sầu cao rơi tuyệt vời. Anh ơi ngoài trời nay đã đổ mưa, thính em bao lâu nay không biết anh có đổ chưa. Thập thò làm gì em đây cũng đang chờ, mong anh trai mới lớn em còn chưa chồng ạ. Nhìn lấy nhau mỗi ngày rồi mình chán nhau thôi. Anh ơi trời đất em lỡ lời, ý em là yêu rồi. Hôm nay lung linh em xinh tươi lại còn vừa tròn đôi mươi. Ơn trên cho ta bên nhau, hứa yêu là yêu nhiều. Họ là họ vô đây với em, ta dựng xây gia đình. Tìm được cô dâu xinh thiệt xinh, anh còn gì mà toan tính. Mình ngồi bên nhau ngắm mưa hồi anh say đắm. Một tình yêu nhiệm màu, em đừng có xỉn tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi, hay ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đăng tay càng rù giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Ông tơ bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm. Pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần. Dàn nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có xỉn tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần. Hôm nay cũng xin đại diện hội nhà trai mời bên nhà gái qua đây để làm cái lễ gia tiên, và sau là mời bên hội nhà gái lên nhà hàng. Thì tôi cũng đại diện hội nhà gái
thì được sự mời của họ nhà trai đến đây thì chúng tôi đại diện họ nhà gái thì cũng nhận lời nhận lễ. Đó là con tay. Trời ơi, rồi rồi. Vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hay ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rù giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần. Chúng tôi đã đến đây, tôi đại diện họ nhà gái đến đây dự cái lễ bên họ nhà trai thì giờ cũng đã xong, thì tôi cũng xin rót ly rượu kính mời ông đại diện họ nhà gái. Trong thời gian mà qua đây nếu có gì sơ sót thì xin họ nhà gái họ nhà trai bỏ qua. Chúng tôi họ nhà gái cũng cảm ơn bên họ nhà trai, cảm ơn bên họ nhà gái và cũng chính chúc cho bên họ nhà gái và cả hai bên được nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Rồi vô. Giờ đây em tôi quá chừng gì ta, em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em. Đi trên lưng trâu giá nâu ở trên bờ đê nè, về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối, kết dòng nhạc hương quê và bắt DJ lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tụi này phô thê, đứng đằng xa mà sao lòng kích địch, chắc có lẽ là mê. Mà nếu thích anh là điều em chắc nịch thì mình còn gì đâu mà chê. Một cù lao xanh chia con nước trôi mình mang hai dòng lỡ khoái. Anh thì nói một tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dài dầu, mà thương em cực quá nên anh gói đầu sang thương. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em. Đi trên lưng trâu giá nâu ở trên bờ đê nè, về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Trên lầu cao mang trầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có em bên cạnh anh, là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu này hay mai la, thế giới có đổi thay thì vẫn chỉ yêu mình em. Thank you.
sắp năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ở đâu anh mang trâu cá quan rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tôi chỉ có đau muốn. Là hai mươi gia đình cùng với hai nhân vật chính xin được cúi chào cảm ơn tới toàn thể quý vị.
Kính thưa quý vị, trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý đến tham dự buổi tiệc đó là niềm vinh hạnh rất lớn đối với hai bên gia đình. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe với lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành nhất đến từ ba cô chú rể. Trân trọng kính mời ba. Kính thưa bà con cô bác, ông bà nội ngoại hai bên, kính thưa các cấp chính quyền địa phương cùng toàn thể anh chị em và ban quản lý nhà tiệc cưới song sinh đã hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tổ chức thành công buổi lễ thành hôn cho hai cháu Minh Chí và anh ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ cùng bạn bè thân hữu càng xa, cũng như những người bạn của cô dâu và chú rể Minh Chí và bà Thanh. Hôm nay ngày 16/6 cũng là ngày 11 tháng 5 năm Giáp Thìn. Gia đình chúng tôi đã tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Minh Chí và Hoàng Anh. Và ngày hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trên sân khấu tiệc mừng này. Và giờ đây tôi không có gì hơn ngoài lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến toàn thể quý vị quan khách đã không ngại đường xa xa xôi, nhưng có lúc thời gian đến đây tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu Minh Chí và Hoàng Anh. Và ngày hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc cho nhỏ nhằm đón tiếp quý vị quan khách. Vậy kính mời quý vị quan khách cùng đăng ly chúc mừng cho cô dâu chú rể Minh Chí và Hoàng Anh ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và trong buổi lễ ngày hôm nay nếu có sự tiếp đón nào không chú đáo, xin quý vị quan khách quan hệ bỏ qua cho gia đình chúng tôi cũng như cho cô dâu chú rể Minh Chí và Hoàng Anh. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn gửi đến toàn thể quý vị quan khách đã có mặt trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Và cũng xin chúc quý vị quan khách có một buổi tiệc thật ngon miệng và thật vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, con xin được cảm ơn với lời phát biểu của ba cho chú rể rất nhiều, vô cùng tuyệt vời, vô cùng tình cảm gửi đến tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến tất cả các nghi thức. Tuyệt vời trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta chờ đợi nhất cũng đã đến, đó là chính là khoảng khắc nâng ly để chúc mừng cho vợ chồng và chú rể và chúc mừng cho hai bên tham gia của chúng tôi. Ngay sau đây cũng xin được làm nhiều câu nói, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau nâng ly. Nào quý vị đã sẵn sàng chưa? Ly đâu? Cậu sao im re vậy? Lần nữa nha. Ly đâu? Yeah, tuyệt vời. Nào chúng ta cùng nhau đếm nào, xin mời đại gia đình nâng ly cao lên ạ. 1, 2, 3. Xin được chúc mừng hạnh phúc. Cuối cùng, vô cùng gay cấn, vô cùng tuyệt vời trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Không biết là các anh chị đã đón được nghi thức cuối cùng này là nghi thức gì chưa ạ? Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gợi ý ạ. Trước tiên, trước khi thực hiện nghi thức này thì cho phép Quốc Linh cùng được trò chuyện với chú rể một chút xíu. Chú rể ở bên dưới thân mến, ngày hôm nay là ngày đặc biệt của hai bạn. Không biết là cảm xúc bạn ngay lúc này như thế nào? Bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây không ạ? Xin cảm ơn gia đình hai bên và tất cả anh chị em bạn bè. Chúc mọi người dùng đèn con mẹ.
Cảm ơn mọi người.
We'll be right back.